Dạ, Hùng xin gửi lời chào trân trọng đến quý nhà đầu tư và anh chị cô chú ở trong mọi miền Tổ quốc Việt Nam cũng như bên nước ngoài đã luôn quan tâm theo dõi ủng hộ cho Hùng và kênh YouTube Bản Đất Nền Nha Trang của Hùng ạ. Trong buổi hôm nay Hùng đi về Dục Mỹ, Ninh Hòa, Khánh Hòa. Thì Hùng hôm nay Hùng đi xem một cái lô đất của một người anh là một nhà đầu tư. Ảnh bỏ rất là nhiều tiền. Thì anh về đây để anh mua lô đất này. Lô đất này thì có tổng diện tích là 6.780 mấy mét vuông á. Thì trong đây nó một nửa là đất trồng cây lâu năm và một nửa là đất thổ cư. Lô đất này thì nằm giáp với mặt tiền quốc lộ 26, tiếng nối đường đi kết nối đường giữa Nha Trang và Buôn Ma Thuột. Ảnh phải bỏ rất nhiều tiền để được là về làm với nông dân ở đây. Thì hôm nay Hùng sẽ review cái lô đất này cho quý anh chị nhà đầu tư mình xem. Còn trong tương lai nếu ai có nhu cầu thì muốn mua đất nhà vườn thì Hùng chỉ cho. Hùng hiện tại cũng đang khảo sát thị trường ở ngoài đây. Lô đất rất là rộng và đẹp. Bây giờ thì mấy anh đang trồng cây và tưới nước, chăm sóc cho cái vườn của mình. Ở trên đất thì có được bao quanh bởi hàng lưới rào, mấy cái trụ như thế này này. Trong trước nhà thì trước đất ngay trên mặt tiền đường quốc lộ 26 thì có một cái căn nhà. Căn nhà này cũng do người chủ để lại và trên nhà thì cũng đã có thổ cư rồi. Hôm nay là những ngày cuối năm 2021 thì Hùng cũng mong muốn là quý anh chị nhà đầu tư trong năm mới sẽ có một cái hướng đầu tư mới. Thì cũng chúc cho mọi người năm 2021 này làm ăn đó, đầu tư nhà đất nó được thuận lợi và phát triển hơn. Thì Hùng cũng bắt đầu năm nay là 2021 này sẽ đi theo một cái hướng đất nhà vườn cho nhà đầu tư với giá rẻ để nhà đầu tư có thể nhân đôi lợi nhuận của mình. Thì trong đó khi mà nhân đôi lợi nhuận như vậy thì với nhà đầu tư có lời thì Hùng cũng có một ít lộc lá từ chủ gửi. Đó, hôm nay là anh chủ đầu tư này đích thân ra trồng mấy cái cây. Bỏ rất là nhiều tiền công sức để được đi làm nông dân. Còn người nông dân thì phải bỏ rất nhiều tiền để được làm người dân thành phố. Hiện tại thì ở đây đã phủ được một mớ cây xanh rồi. Cây mít, cây xoài, cây chuối, cây măng cầu. Cứ ngày nào cũng ra cây chăm sóc hết. Mất rất là nhiều thời gian và công sức. Bây giờ Hùng sẽ đi vào quanh hết cái vùng đất này cho cô chú anh chị thấy nha. Đất rất rộng và ở đây thì đất là đất cát, rất là phì nhiêu và tươi xốp. Trồng cây gì nó cũng tốt và phát triển hết. Hiện tại thì ở trên Diên Khánh, cận thành phố Nha Trang thì có các điểm đất. Bây giờ giá thì như nhà đầu tư đang tập trung về các hướng trên Diên Khánh đó là sẽ Suối Tiên, Diên Khánh, rồi sẽ Diên Đồng, rồi Diên Thọ, rồi xong rồi Khánh Vĩnh. Đó, thì những chỗ đó thì bây giờ đất nó cũng ở dạng là tính bằng mét vuông rồi. Không có còn tính bằng hecta hoặc là mét ngang nữa. Thì ở ngoài nên ở đây á là một vùng đất mới mà đầu tư thì chưa có ai để ý hết. Thì Hùng với lại anh chủ đầu tư này đi ra tham khảo thị trường luôn để chuẩn bị cho trang bị cho những nhà đầu tư của mình một cái nguồn lợi mới và một nơi điểm đầu tư mới. Hùng là người
đặt cái bước chân đầu tiên ở Dục Mỹ này, à, xây nền móng, xây một nền móng gì quên mất ta, người ta gọi là, thôi mình cứ cái đó bỏ đi, Hùng quên mất. À, Hùng nói chung là Hùng người là người đi tiên phong trong cái vùng đất Dục Mỹ Ninh Hòa này. Đây có những cái chiến trường kinh tế phát triển rất là nổi trội mà Hùng sẽ chia sẻ ở những video khác, thì quý nhà đầu tư hãy theo dõi. Để mà đầu tư có lời thì chúng ta nên đi tìm những viên ngọc thô mà chưa được ai để ý. Khi mà họ để ý thì không còn cái mô, thì mấy cái nguồn lợi nhuận mà đó thì không còn nữa. Để mà đầu tư nhân 2 nhân 3 tài sản thì mình phải chấp nhận đi xa. Đó. Nha Trang bây giờ thì không còn cái giá mà hấp dẫn nữa. Mua một đất chờ một lời làm hai gấp 2 gấp 3 là một điều không thể. À, từ bây giờ cho đến 2021, cuối năm 2021 và trong 4 năm nữa thì Hùng sẽ tập trung ở vùng đất này để cho thu gom những cái lô đất mà đẹp cho quý nhà đầu tư để chúng ta cùng đồng hành với nhau. À, thì Hùng có thể nói là trong năm 2021 này chắc chắn sẽ là một năm bước ngoặt cuộc đời của Hùng, bởi Hùng đã dám bước chân đến một vùng đất mới để giúp được các quý nhà đầu tư. Thì giúp được quý nhà đầu tư thì cũng chính là giúp bản thân của Hùng. Đó. Đây có thể là một vùng đất giúp cho Hùng thay đổi cuộc đời. Đó, đây là một căn nhà nằm trên đất của anh chủ đầu tư mà đang trồng cây hồi nãy. Đó. Anh bỏ tiền ra đây để trồng, để làm một cái vườn như thế này. Thì Hùng cũng giới thiệu và dẫn quý anh chị đi xem mô hình đầu tư của ảnh. Sau này chúng ta có hướng định hướng để chúng ta biết làm cái gì trên đất mình. À, Hùng sẽ tham quan thêm các mô hình nhà vườn khác để cho quý anh chị khi mua đất là chúng ta nên làm cái gì ở trên đất. Đây là mặt tiền đường quốc lộ 26. Đó. Đây sẽ là một trung tâm sầm uất của trong tương lai của Dục Mỹ, Ninh Hòa. Đây là tuyến đường huyết mạch trong tương lai sẽ mở rộng để kết nối giao thông giao thương giữa tỉnh Đắk Lắk, huyện Đắk thành phố Đắk Lắk, Buôn Mê Thuột với Nha Trang của mình. À, đây là quốc lộ 26 đây. Đó. Và bên đây là sẽ là sân bay của quân đội trong tương lai. À, quý anh chị nhà đầu tư muốn biết hơn về Dục Mỹ thì mình có thể lên YouTube, mình gõ Dục Mỹ ngày xưa hoặc là lên Google thì anh chị sẽ biết được lịch sử của nó. Ở Dục Mỹ này là ngày xưa có vùng đất cách mạng rất là hào hùng. Và đây có thể là một vị trí chiến lược trong tương lai để nhà nước mình đặt sân bay ở đây, sân bay gọi là sân bay quân đội. Khi mà dân cư quân đội về đây thì chắc chắn nền kinh tế nó cũng phát triển theo, với lại cộng với khu công nghiệp, công nông nghiệp, vùng nông nghiệp công nghệ cao. Ở đằng trước thì mặt tiền nó có mười mấy mét, nhưng mà ở đằng sau thì nở hậu. Hùng cảm ơn cô chú anh chị đã luôn yêu mến ủng hộ cho Hùng và kênh YouTube Bán Đất Nền Nha Trang của Hùng. Thì
Cho Hùng xin được một phút quảng cáo, đó là hiện tại Hùng đang kết hợp với công ty nội thất Kiến Hưng Nha Trang. Thì Hùng đang có gói combo nội thất căn hộ tầm khoảng 80 triệu cho một căn hộ như vậy. Thì giá nó cũng rất là hợp lý và ai cũng có thể ấy có thể sử dụng gói combo này. Thì công ty nội thất Kiến Hưng sẽ đảm bảo làm một cái chất lượng rất là tốt, uy tín, bền vững trong tương lai và bảo hành bảo trì cho mình. Sau này để quý khách xài và sử dụng có thêm niềm tin để trong tương lai quý khách có thể ủng hộ cho công ty nội thất Kiến Hưng Nha Trang. Thì anh giám đốc công ty chính là bạn thân của Hùng. Đó. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Hùng xin giới thiệu địa chỉ công ty nội thất Kiến Hưng Nha Trang, đó là nằm tại 110 đường E4, khu đô thị Vi Sinh Phước Hải, thành phố Nha Trang, và cũng là công ty Tài Nguyên Phát, cũng là một người chủ luôn, là người anh tên là anh Tài. Còn xưởng sản xuất công ty đồ gỗ nội thất Kiến Hưng thì nằm ở tại địa chỉ Phú Bình, xã Vĩnh Thạnh, ngay đầu cầu Vĩnh Phương, Nha Trang. Lô đất rất là rộng, nãy giờ mình đi coi cái mô hình này nó đi đến mỗi chân luôn. Xung quanh là ao hồ non nước. Hôm nay ở ngoài Dục Mỹ Ninh Hòa này thì trời nó hơi mù mù xíu nên nhìn chất lượng hình ảnh nó cũng không có được đẹp lắm. Rất mong được cô chú anh chị quý nhà đầu tư thông cảm nha. Ngày nào đẹp trời thì video nó sẽ đẹp hơn. Đó, hai nhà đầu tư của chúng ta là đang chăm sóc cây cảnh hay cây này. Làm có vất vả lắm không anh? Dạ, hai đại gia. Dạ, chủ đất rồi. Chào anh. Dạ. Anh là chủ lô đất này. Dạ. Dạ, em thấy anh làm trồng cái cây này chắc là ở vùng đất, đầu tư vùng đất này chắc có nhiều tiềm năng lắm anh. Thứ nhất là vì đam mê. À. Thứ hai thì mình mua thì để một thời gian thì chắc chắn là đầu tư đất thì nó sẽ gọi là không bao giờ mất đi đâu được. Dạ. Mình không làm bây giờ thì để cho con cháu nó cũng hưởng thụ mà. Dạ. Đâu có mất đi đâu đâu. Dạ. Mình trồng đây là chỉ cần 3-4 năm là con có thể lớn, có thể là sử dụng vô tư rồi. Dạ. Rồi. Còn bây giờ giá trị đất ở đây thì cũng đang rẻ. Đầu tư luôn. Dạ. Yeah. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi ủng hộ cho Hùng và kênh YouTube Bán Đất Nền Nha Trang. Hùng sẽ tiếp tục làm những đoạn video clip giới thiệu về vùng đất Dục Mỹ Ninh Hòa này. Cô chú anh chị hãy đất đón này. đón xem. Dạ. Đất thịt này. Đất Này rất là cây tốt. cây gì mà không 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 tốt. Dạ. Đào máy phát là đã lên đất tươi xốp. Dạ. Đây. Không cần đào sâu đào nông nữa. Này thôi. Ước mơ sau này có căn nhà với lại trái cây để ăn là được rồi. Dạ, tuổi già. Niềm vui thứ bảy chủ nhật. Dạ. Thấy nè, đất không? Tốt không? Dạ. Ở ngoài đây chắc cái vườn này là anh cũng tốn nhiều công sức lắm đúng không anh? Thì bắt đầu là đang xây dựng mà. Dạ. Bắt đầu là đang
đang tạo mô hình mà. Dạ. Xu hướng nhà vườn. Dạ. À, cái lô đất này sau này nếu mà có người mua anh có bán không anh? Có chưa? Dạ. Có chưa? Dạ. Bây giờ ví dụ như là mình đầu tư mà cảm thấy được thì mình bán thôi. Dạ. Cái cây này, lỗ này chuẩn bị trồng cây mít đây ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị. À, Hùng sẽ tiếp tục làm những video ngắn về vùng đất Trục Mỹ này và những lô đất đẹp quý giá để cho cô chú anh chị đầu tư trong xu hướng dài hạn từ 1 cho đến 5 năm. Đó, thì là quay vườn dừa người ta bắt đầu cũng làm nhà vườn được kìa. Dạ. Đấy, dừa đấy. Dạ. Bên đây này, trồng cây nữa này. Dạ. À, ở bên quỹ đất lớn là đâu? Dạ, ở đây quỹ đất lớn thì đã gần hết rồi. Chỉ đâu đó khang rất là khan hiếm, chỉ tầm khoảng 50 đến 60 lô thôi. À, ở phía trước kia là chúng ta có một cái vườn dừa lớn này. À, đất đó nhỏ 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 thôi, đầu cũng gần 1000 mét rồi.